chứng minh đẳng thức. Thì để giải quyết được bài này nhanh gọn lẹ thì các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây. Đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B. Tất cả nhân A bằng trừ AB cộng B bằng. Được chưa? Kiến thức tiếp theo đó là A nhân B cộng A nhân C thì sẽ bằng A nhân mở ngoặc B cộng C. Rồi, ta làm chậm nha các bạn. X này là phân tích là căn x bình nhân cho căn x viết lại. Y này là phân tích thành là căn y bình nhân căn y viết lại. Ở dưới mẫu viết lại. Tiếp tục, x y này là phân tích thành x nhân y tất cả bình cộng căn x y chia cho căn x y cộng 1. Được chưa? Đây là vế trái đó các bạn. Vế trái đó bằng. Rồi, đây sẽ ra là gì ạ? À? Căn x tất cả mũ 3 cộng căn y tất cả mũ 3 chia cho căn x cộng căn y. Đây, căn xy bình có phải là căn xy nhân căn xy không ạ? À? Cộng căn xy này nhân 1 đúng không ạ? À? Căn xy cộng 1. Rồi, đây là hằng đẳng thức nè. Thì sẽ ra gì ạ? À? A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình chia cho căn x cộng căn căn y, đóng ngoặc vào rút luôn nè. Tiếp tục đây chung gì ạ? À? Căn x y mang ra ngoài còn lại gì ạ? À? Căn x y cộng 1 chia cho căn x y cộng 1, đóng ngoặc lại rút luôn nè. Được chưa? Vậy bằng đây bình phương bất căn là x trừ đây ra là trừ căn x y cộng đây bình phương bất căn y cộng đây là căn x y, hai hàng này đối nhau cộng lại bằng bằng không, vậy là x cộng y bằng với phải.